Em kiểm chứng cho anh em 100% là xe chín anh em nhá. Tôi đọc biết anh em 100% là xe chín anh em nhá. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nhá. Anh em đi chơi không cần mang mát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp với người ta. Ngày xưa anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bị người ta. Anh em nhá, anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, thằng nào ngoài villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc thằng Long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xe chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em lưu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin, anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em bát đĩa và quân cán hoàn là dây chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là dây chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ thằng nào hay villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến thử hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào, còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mẹ nó không dùng, nó ba đen hay ba trắng, nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu nó sẽ dùng hai cái, ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu nó sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ kiểm chứng tôi sóc thử luôn cho anh em nhá, tứ trắng sóc này. Nháy hai đèn và dùng hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa số 2 rồi, đánh cả 1 tỷ vào số 2 mở đây không bàn là có chuyện sai, chồng quân hay chồng vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nha. Tiếp này, nháy một cái và dùng một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ vào lẻ mở đây, ai đắt tiếng lẻ chỉ có ra đây mà thôi, mở đây không bàn sai, ba đèn anh em này. Qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người, rung chỉ mình mới biết được, người cạnh không thể biết được anh em nha. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu con vịt anh em nha. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chữ ra đi mà thôi, mở đây không mà sai, ba trắng anh em này. Tiếp này, anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha, bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín rồi, máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi, đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nha, mở này không mà sai, tứ tử đen này anh em này. Tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha, tôi khẳng định luôn cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nha, chỉ nhà tôi có rồi anh em nha. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này
không bạ sai, ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình chia số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá? Anh em đi chơi đó, chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chiến rồi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em rung và anh em cảm nhận thế nào. Sâm hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ rung hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không rung anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp cho mình trên số lại trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa cuôn cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi dàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip trực tiếp anh em nhá. Anh em này 100% là sai chín anh em nhá. Anh em này 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh em xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho bồn đánh sau đêm bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị V68. Anh em nhá, với cái thu âm quân vị V68 này, anh em đi chơi muốn bịp người ta, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em có thể bịp được người ta anh em nhá. Anh em lưu ý này, bởi vì cái máy thu âm quân vị này nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhẹ của bộ quân anh em nhá. Bộ quân nào cũng được, Thăng Long hay Villa, quân đóm, quân bài đều hết. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhẹ bộ quân anh em nhá. Còn những cái tiếng người nói trong sới bạc nhá, anh em lưu ý này, nó không thể được nhận được nha anh em nhá. Anh em lưu ý này, cứ cần cái sóc lên những cái bộ vị nó sẽ nhảy anh em nhá. Về lẻ nó sẽ tự khắc rung một cái, mà về chẵn nó rung hai cái. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy trong bát trong đĩa anh em nhá. Anh em lưu ý này, cứ khoảng cách ngồi từ 2 mét hất về là nó thu âm được hết anh em nhá. Anh em lưu ý này, ai làm cái ai sóc cái đều được hết anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng của nó như thế nào và hiệu quả nó ra sao anh em nhá. Anh em lưu này, đây là bộ bát đĩa xanh chín để tôi thử luôn cho anh em nhá. Anh em nhá, bây giờ tôi kiểm tra luôn bát đĩa này, tôi xoay như này, như cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa cho anh em nhá, để kiểm chứng cho anh em bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Cái máy thu âm quân vị này sạc hoàn toàn bằng điện anh em nhá, sạc 2-3 tiếng anh em có thể chơi được 7-8 tiếng đồng hồ anh em nhá, rất phù hợp cho anh chơi đồi núi anh em ạ. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Bắt đầu anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên để nó lập trình lại những cái tiếng nhảy của quân anh em nhá. Anh em lưu này, cái sắp xong cứ nhảy quân nào nó sẽ báo anh em nhá. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn này và nháy nhó như thế nào và rung nó như thế nào. Còn nó tí nữa tôi đúc vào người ạ, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được anh em nhá. Vì về mặt vị nào sẽ rung mặt vị đấy này. Đây, đèn nháy một cái và zoom một cái, tất nhiên nó là lẻ rồi anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sắp thử nó cho anh em vài ba tiếng bạc này. Cứ cái sắp sau, cái này sau này, nghe bộ quân nhảy nó sẽ thu được hết những tiếng nhá. Còn tiếng người nó không bao giờ thu được anh em ạ. Nháy một cái tất nhiên là lẻ rồi. Đánh 500 triệu vào lẻ này, mở này, không bỏ xài, chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này, anh em để ngang hay để dọc được hết, nó sẽ thu được hết tiếng quân anh em nhá. Nháy hai cái và rung hai cái tất nhiên là chắn rồi, đánh 1 tỷ vào mặt chắn cho tôi, mở này, không bỏ xài, tứ trắng anh em này. Tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá. Anh em nhanh tay alo số điện thoại trên màn hình để tư vấn cụ thể hơn anh em nhá. Vẫn nháy hai đèn, tất nhiên trong bát trong đĩa tất nhiên chắn rồi, đánh 1 tỷ vào chắn, bán chắn này, ai đắt tiếng này chỉ có ra đều mà thôi, mở, không bỏ xài, sốc đôi đấy anh em này. Qua vài tiếng bạc tôi để ra cái bát này để cho anh em nhìn cái độ nháy của nó và cái rung nó như thế nào. Bây giờ tôi sẽ đúc vào người, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được anh em nhá. Tôi đúc luôn vào người, tôi đánh thử luôn cho anh em này. Sắp hai sắp tiếp này, anh em để ngang hay để dọc đều được hết anh em nhá. Máy báo rung một rồi, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được. Đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này, không bỏ xài, ba đen này anh em này. Tiếp này,
máy báo rung hai rồi, trong bát trong yên tất nhiên sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ và sấp hai họ chắc này anh em này, mở này không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Tiếp này, máy báo rung 1 rồi, cứ gần cái sắp xong ạ, những cái bộ quân nó nhảy xuống nó sẽ thu âm được tất cả nha anh em nha. Đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này không bao giờ sai anh em nha. Kỷ niệm cho em 1 tiếng bạc nữa này. Máy báo rung 2 rồi, cứ gần cái sắp xong ạ, đặt xuống ạ, những cái bộ quân nó nhảy nó sẽ thu âm được nha anh em nha. Đánh 1 tỷ vào chắn này, mở này, ai đặt tiếng này chỉ có ra đêm mở thôi, mở. Anh em thấy độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị như nào rồi anh em ạ? Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một dụng cụ, đó là cái máy thu âm quân vị này đi, bát đĩa quân cán hoàn toàn là xe chín là anh em biệt được người ta anh em nha. Bây giờ tôi sẽ để ra bát này để tôi hất tiếp để cho anh em cảm nhận cái đèn và cái độ rung của nó như nào anh em nha. Anh em nhìn thấy chưa, nháy một cái và rung một cái tất nhiên là lẻ rồi, cứ về mặt vị nào nó hất lên nó đã được lập trình rồi, tất nhiên nó sẽ báo chuẩn anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình, nhà mình có 2 cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Bát. Anh em nào gần đâu đến nhà thử hàng trực tiếp. Bây giờ tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là say chín anh em nha. Tôi khẳng định luôn, đồ độc quyền chỉ nhà tôi có anh em nha. Đây tôi khẳng định luôn 100% là say chín anh em nha. Anh em mua hàng cầm quân cán và bát đĩa đến hàng thử hàng trực tiếp anh em nha. Anh em này 100% là say chín anh em nha. Anh em này 100% là say chín anh em nha. Cảm ơn anh em xem clip.